mai tìm thấy một cái hộp màu đỏ có hình con hươu mai cầm cái hộp mang cho mẹ mẹ đang dọn nồi niêu trong bếp mẹ ơi đây là cái hộp đặc biệt vì nó là hộp điều ước mẹ bảo con yêu thế con ước điều gì chưa mai ngẫm nghĩ rồi trả lời dạ rồi mẹ ạ mẹ mở hộp nhưng cái hộp không có gì mẹ ngạc nhiên lắm mẹ vuốt tóc mai và hỏi đầy ân cần con yêu con đã ước chưa mai nhìn mẹ mắt mai rơm rớm mai kéo mẹ sát gần má mình và mai nói nhẹ như hơi thở mẹ ơi con ước được mẹ ôm mẹ nhìn mai mắt mẹ cũng rơm rớm đã bao lâu rồi do bận việc nên mẹ đã quên điều đó mẹ thấy ân hận quá mẹ cúi xuống ôm chặt mai vào lòng mai cười khúc khích tiếng cười giòn tan vang vào trong gió lan xa lan xa thế là điều ước của mai đã thành sự thật rồi ngoài cửa có con chim gì đó hót lạnh lót như chim khứu. Chúng nhảy choanh choách, chúng kêu ríu rang, chúng cũng muốn vui cùng với Mai đó mà.